Mình thèm ăn bánh đa nem, thế là không nấu cơm nữa, đi ăn vã lo bánh đa nem. Thì bánh đa nem ở đây là mới rán xong ấy. Em mình mới rán xong cái là mình ăn luôn, nóng ngon lắm. Bánh đa nem này có thể ăn với cơm, cũng có thể ăn vã. Mọi người cũng gọi thêm khi ăn với cả bún chả. Ăn nóng ngon lắm. Đây là rau sống ăn kèm. Đây là nước chấm. Rau sống ăn kèm có rau xà lách, hoa chuối, dấp cá, cây chuối thái nhỏ, rau húng, rau mùi. Đây là rau mùi này, húng, húng quế, húng tây thứ đấy. Thì tùy theo mọi người sẽ thấy mà ăn. Mọi người có thể gấp riêng hoặc là gói, tại vì mình đang quay nên mình không gói được. Cho thấy là vàng mà hai chuối hoa mùi là dắp cá vào này, sau húng vào, xong là cuộn vào, cuộn vào như kiểu là cái món cuộn bình thường ấy, nhưng mà do là mình đang quay cho nên mình không cuộn được ấy. Mọi người cuộn bằng tay thì nó sạch hơn ấy, nó đẹp hơn, nhưng mà do mình không, do mình một tay quay điện thoại một tay cầm đũa, thành ra là mình không cuộn, không còn tay nào để cuộn. Nhưng mà trên thực tế là mọi người có thể là cuộn bằng tay hoặc cuộn bằng đũa đều được. Đây mình cuộn bằng đũa. Chấm với nước mắm chua ngọt, chua hào và cà rốt. Ăn như là ăn đồng thời cả cả rau sống này, cả đa nem, cả bánh đa nem thì nó sẽ ngon hơn là ăn không ấy. Mọi người có thể cuốn đầy đủ ngay, như mình vướng mình không không còn tay để cuốn đầy đủ, tại vì có 5 bạn quay, thì mình cũng thể ăn theo kiểu là lấy dần từng gia vị, các cái gia vị này nó phải quyện vào với nhau thì nó mới ngon. Đây làm thì ngon hơn, nhưng mà giá thì đắt hơn so với cả một số hàng đấy, nhưng mà nó cũng gọi là em mới làm ngon, nó đắt hơn mình vẫn thích ăn thôi. Sạch sẽ ngon này.
người có thể làm cuốn cùng với bún, hoặc là dùng cái vỏ cái bánh cuốn, cái vỏ bánh đa nem, vỏ bánh dùng để cuốn món cuốn thịt các thứ đấy, cuốn cả bún, cuốn cả bánh đa nem, cuốn cả các thứ vào cũng được. Cái đây nó có nhiều cách ăn ấy. Cái này nó có nhiều cách ăn. Ở đây là do gọi là mình bận quay với cả ngại động tay thì mình ăn theo kiểu từng món một thế này, lấy từng món gia vị. Còn khi mọi người mà cuộn đồng thời ấy, ăn một lần nó đủ các vị luôn ấy, thì nó sẽ ra hương vị ngon hơn. Dùng cái vỏ bánh đa nem thì mọi người sẽ dễ dàng cho dùng cái vỏ bánh mà mọi người hay dùng để cuốn ấy, không phải là vỏ cái hay để ăn món cuốn ấy, thì là mọi người sẽ dễ dàng để cuộn vào ăn thay cơm luôn, đỡ phải nấu cơm tối hoặc là cơm trưa. Món này làm nhiều nhất là buổi chiều, buổi trưa ít hàng làm hơn, và buổi tối. Buổi trưa thì thường thường là các hàng bún chả người ta làm, còn buổi sáng thì ít người bán. Thank you.